Trời đẹp quá mà. Sang mà đẹp nữa chứ. Như chuyện vô con đây em dọn dẹp con nhiêu dạ chắc rửa lại rửa bắt đầu dạ em có việc con bé con tặng là gì đâu không có lấy cái tám một cái to luôn chạy cái này chạy là sao là cái đó YouTube Phú Yên Vlog rồi chị thấy tối nay lên này lỡ quay rồi người đẹp mà sợ cá mực tư không các bạn. Đây là không khí chợ phường 7 này, ghế gian hàng hải sản còn là cá tươi không. Sẽ giờ bán đắt không mấy chị? Gần hết rồi hơn. Gần hết. Cá to gớm mọi người. Đây cá gì vậy ta? Thôi giờ mình mới thấy cái cặp cá hố mà to đến mức độ đây các bạn. Xưa giờ mình thấy cá hố nó nhỏ nhỏ không à. Mực nè. Quá cá luôn. Kìa gian hàng trái cây. Đây là hầu như là tôm nè.
cả nhà. Tôm rất là tươi. Đây là chợ Phương Bảy, gian hàng hải sản có đầy đủ cá cả nhà. Cá tươi này. Thế này ba ngồi đẹp gái chụp về đăng lên cái mũi này. Đừng ơi, quay quay cái tươi này. Cố bàn cá xinh đẹp này về chiều. Em không có tóc đẹp, bên Mỹ thì mỗi Việt Nam à. Dạ. Không Việt Nam mà hả? Việt Nam bán cá thôi. Cá không. Đủ loại cá này mọi người, rất là tươi. Cá ở đây to dữ chị. Cá gì vậy chị? Chị gái cá bớp à? Cá ăn ngon lắm á. Tối nay được lên Phú Yên Vlog nha. Quà mực bự quá bự. Thì ghé lại gian hàng hải sản chợ Phường Bảy, gặp mấy chị bán cá rất là vui nha cả nhà. Quà cá đây, cá nhìn giống cá mập vậy chị. Thấy cái miệng của nó. Đây cá đây là chặt khúc hết rồi. Cá ngừ đại dương. Đây mắt nó hả chị? Nè, giới thiệu cho bà con tắm mua cá chưa? Đủ loại cá luôn cả nhà. Cá dương hồng và chép này, nhiều cá quá mình cũng không biết tên luôn. Đây là lương và cá chấm cua. Đây là cá đồng nha cả nhà. Quá ổn ếch nó làm rồi, còn sống không? 40 ngàn hả? 4 ngàn, làm rồi nè, cho ta hết cua đâu. Cua này nhiêu ký chị? 40 ngàn một ký cua luôn nha, cả nhà, cua đồng đó. Mình thấy cua đồng như này nó bị khan hiếm, thiệt chủng rồi. Trời, rất là sầm uất, rất là đông người nha.
trời mà làm đẹp, làm đẹp.